Vào lúc 8 giờ địa phương, tức là 13 giờ giờ Hà Nội, hôm nay, người dân tại nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine đã bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý về việc bán đảo này sẽ ở lại với Ukraine hay trở thành một chủ thể sáp nhập vào Liên bang Nga. Chứng kiến cuộc trưng cầu dân ý có rất nhiều quan sát viên nước ngoài cùng hàng nghìn phóng viên quốc tế. Hiện chúng tôi đã nối được tín hiệu với anh Duy Nghĩa, phóng viên truyền hình Việt Nam đang có mặt tại Crimea. Xin chào anh Duy Nghĩa. Anh có thể cho biết những thông tin về tình hình tại các điểm bỏ phiếu hiện nay khi mà cuộc bỏ phiếu đã diễn ra được khoảng 4 tiếng đồng hồ? Vâng, chào chị Liên Anh. Vâng. Vâng, chúng tôi đang có mặt tại điểm bỏ phiếu số 08164 ở trung tâm Simferopol. Người dân đã đến đây bỏ phiếu từ 8 giờ sáng. Cho đến giờ phút này thì sau 4 giờ đồng hồ khi bắt đầu đã có trên 30% cử tri đến đây để bày tỏ ý nguyện của mình ủng hộ việc sáp nhập vào Liên bang Nga hoặc là tồn tại một phần của Ukraine. Thủ tướng Crimea Aksenov và con gái là hai trong số những người đầu tiên đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay tại điểm bỏ phiếu số 08069 ở phía tây thành phố Simferopol. Sau khi đã bỏ phiếu thì trả lời phỏng vấn báo giới, ông Aksenov đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc trưng bầu dân ý sẽ diễn ra thành công và kết quả cuộc trưng cầu sẽ không dẫn tới một cuộc khủng hoảng nào cả. Ông gọi cuộc trưng cầu dân ý này là thời điểm lịch sử. Ông nói chỉ có tiến lên phía trước, mọi việc sẽ kết thúc một cách tốt lành và điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Toàn bộ 192 điểm bỏ phiếu ở Sevastopol nằm mở cửa đúng 8 giờ sáng, thời tiết không thuận lợi, trời mưa lạnh. Nhưng điều đó không cản trở người dân tham gia bỏ phiếu. Theo Ủy ban bầu cử địa phương thì nếu tiến bộ này được duy trì thì chỉ sau nửa ngày là đại đa số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, người dân đã đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình để thực hiện cái quyền công dân được nói lên tiếng nói của mình. Nhiều người dân Sevastopol đang chờ đợi và đếm từng ngày để được nói lên nguyện vọng của mình trước ngày lịch sử quyết định số phận của nước Cộng hòa Crimea. Cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra trong điều kiện các biện pháp an ninh được thắt chặt. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều được bảo vệ nghiêm ngặt, cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm Crimea Baikut và các đội dân phòng liên tục tiến hành tuần tra trên các đường phố và kiểm tra các phương tiện giao thông đi lại, chủ yếu là các loại ô tô. Khu vực biên giới của Crimea thì nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Crimea, đã cố gắng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của các quan sát viên quốc tế. Có 135 quan sát viên từ 23 nước đã đăng ký hoạt động, trong số đó có các nghị sĩ của Quốc hội châu Âu. Nhưng đáng tiếc là phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã từ chối lời mời có mặt tại cuộc trưng cầu dân ý, lấy lý do là lời yêu cầu phải được gửi từ Kiev chứ không phải là từ Sevastopol. Tuy nhiên không phải tất cả các đại diện của các nước châu Âu đều chia sẻ cái tiếp cận vấn đề này của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Vâng, chị Lan Anh. Xin cảm ơn anh Duy Nghĩa với những thông tin từ Crimea.